Mình đặt lên 90%, mình chúc tay xuống. Tháp nhẹ chưa đi cổ. Mình vuốt hai bên. Nhẹ nhàng ôm hai bên xuống. Chụp tay xuống là mình vỗ nhẹ cái cổ. Rồi. Vuốt nhẹ nó ra. Ôm nó vô. Mình đẩy nhẹ nhàng lên kia cái cổ thôi nhé. Mình ôm hai bên này cho nó gọn vào. Ra đây mình có thể vuốt mạnh tay. Sáng ra là tay mình hơi cứng, chưa được dẻo lắm. Nay nóng quá, 38 độ. Cái mình nhanh tay mình vuốt lên một chút. Cho nó không bị cứng ở cái chỗ đấy. Hello anh em. Anh em đã ăn sáng chưa? Mình vuốt sao cho cái bề mặt này của mình nó mịn, nó ôm vào bao nhiêu thì tí nữa mình đỡ khổ bấy nhiêu. Mình đặt lên 90% này. Đó. Mình hơi chúc tay xuống này.
Để mình đẩy bột ngược lại. Cái này mình vỗ nhẹ này. Vỗ nhẹ này. Hai bên này. Mình vuốt ở dưới ra. Đó. Mình vuốt làm sao để cho nó bột nó ôm ở trên mặt móng. Đừng để nó ra ngoài nhiều quá. Càng gọn bao nhiêu thì tí nó mình càng nhàn bấy nhiêu. Chúc tay xuống mình vuốt nhé. Hello mọi người, giờ này chắc đang đông khách. Mọi người có bị hạn chế nút chia sẻ không? Ấn vào đấy hộ mình. Mỗi ngày mình sẽ liver ở trên này cho nó có xíu động lực. Mình vuốt cho nó ôm vào nhẹ nhàng thôi, kệ nó. Mình tháp hai bên này cho nó ôm vào này. Giữa mình vuốt xuống cho nó mịn. Chắc chắn là có bút xịn đắp. Mà những cái thằng bán bút ấy, đa số là nó phải test bút rất cẩn thận nó mới dám bán. Và những cái bút nó hay đắt là nó sẽ là bút ngon. Bút nào nó không đắt mấy là chắc chắn là nó sẽ không thích rồi. Chứ hỏng giấm kiểu công ty thì nhiều khi bút nó nhiều loại. Đây nay thử luôn con mịn mới xem có ngon không. Ồ, con mịn mới này ngon đấy.
anh thích đắp vừa vừa thôi, không dày quá. Dày quá thì anh đã đắp bút 16 rồi, anh cần đắp bút 14 mà. Sao hình cái máy nó hết pin rồi mà. Máy không bị hết pin. Mịn là ngon đấy. Mịn là cắt khóe đi sướng này. Không sợ vào tay sắt. Mịn này mình chưa bán đâu, mình mới đang kiểm nghiệm thôi. Nhưng chắc chắn là đợt tới là sẽ là mịn nó sẽ ngon. Tại vì nay mình mới thử. Tại vì tìm được cái mịn ngon ưng ý là khó lắm. Con mịn này thì nó rất an toàn, không kém, không chảy máu tay đâu. Nó là dòng 5-in-1 mà. Nó là dòng 5-in-1 nên là nó không thể nào chảy máu được tay. Rất là ok. Rót mình ôm hai bên vào một xí để làm sao để cho hai bên nó mỏng đi. Và cái độ bén của nó sẽ ôm thoải từ trên này xuống. Thank you.
Mình thấy là mịn nó đi khóe này, rất là sạch luôn. Mà nó an toàn, nó không bị cắt tay. Nó nhiều loại mịn lắm, có cái 5 in 1 đấy nhưng mà nó không cắt được bột ở khóe, nó chỉ gọi là chống cắt tay khác thôi, thì nó không cắt được bột. Nhiều khi mình cào lên hay mình đắp sát ấy, mình sẽ không cắt được. Con này mình đắp sát là mình vẫn cắt được mà. Mà thấy nó là ok rồi. Không cảm ơn có dẻo đâu. Mịn mới thì khoảng mình hơi tì một cái là nó sẽ bị vấp. Mịn này được gọi là mịn 5 in 1. Không biết 5 in 1 thằng nó nào cái công dụng gì luôn. Phá thì chắc chắn là lâu rồi. Mình toàn quen tay, mình lấy cái bút này mình tô luôn.
này nó cao hơn một xíu. Chùn tay. Không, trắng này không phải của em My đâu. Mình chưa dùng một cái đồ gì của em My cả. Chưa mua một cái đồ gì của em My. Nên là mình không biết của nó có ngon không. Chưa được dùng nhưng chưa có cơ hội để mua. Được cái màu trắng này nó không bị chảy này. Và màu da nó trắng này. Nó không đặc quá và không loãng quá. Và đặc biệt là nó không bị sơn, nó không bị lổ. Kể cả mình có làm dày đi nữa nó không bị lổ. Đấy là những cái yếu tố mình cần nhất. Tại vì mình có đôi khi mình có làm cái hơi dày một xíu ấy. Sơn nó không được lổ. Tại vì nhiều cái loại sơn ấy, mình hơi dày một xíu là nó sẽ bị lổ. Nó không chín luôn ấy. Đó, ai đã từng bị những cái sơn như thế chứ? Cái sơn nó không chín ở hai bên cạnh này luôn ấy. Dù mình có để đèn như thế nào nó vẫn bị thỉnh thoảng. Và cái sơn này chỉ cần để khoảng 15 giây là ok luôn.
màu đen đặc biệt này của cái loại này thì cả trắng cả đen không bao giờ bị em ạ, nên là anh rất thích dùng. Tuy là anh không biết là nó là hiệu gì thôi, tại vì đây là toàn người bán không phải công ty, toàn anh em bán hàng thôi, trên mạng thôi. Nhưng mà những cái đồ mọi người đã dùng rồi, mọi người rất là ngon nên là mình rất là yên tâm. Tại là hàng công ty người ta có thể chửi được, nhưng mà mấy cái người mà bán hàng online ấy, hàng mà không ngon một tí là người ta không còn cửa làm ăn luôn ấy. Tại vì đây toàn anh em bán hàng thôi, nhưng mà mình thích dùng lắm, nhưng mà bây giờ nó hết cái loại này rồi, tìm mua không được. Trước mình mua mấy chục hộp, lại vì dùng một lần đầu thấy yêu quá, quất luôn mấy chục hộp, nhưng mà giờ hỏi mua tiếp nhưng mà nó không có. Tên No I Finger Book Tab ấy. No I Finger Book Tab ấy. À. Nè, à lịch. Lua friend nhá. Yeah. Tại vì có hai cái màu vẽ trắng và đen ấy là rất là khó, còn cái màu này vừa vẽ vừa sơn được luôn, nó không bị nổ và nó sơn nó rất là trắng và nó không bị chắc, đặc biệt là không bao giờ bị chắc luôn, kể cả là để không cần tốt bóng luôn nó cũng không thể chắc được, cái này là khẳng định luôn. Là vì mình dùng nó hơn năm nay rồi, chưa một khách nào đến mà mình dùng cái sơn này nó bị chắc cả. Mình không bán đâu nhá, à, bây giờ nó không có mà mua. Vì sơn bây giờ nhiều khi nó nhiều dầu quá này, còn kiểu là một nước ấy, nó đặc nhưng mà một nước đấy nó không ăn thua, sơn mà hơi dày đấy là nó bị nổ, bị không khô. Cách nào món này hơi bị canh, nấp rồi. Ok, chào mọi người, mở quá.